Cái Bùi xin chào buổi sáng cả nhà nha. Hôm nay cái Bùi lại đi câu cua nè. Lâu lắm rồi á, cái Bùi mới quay lại câu cua sau một khoảng thời gian nghỉ dưỡng á cả nhà. Đây thì hôm nay cái Bùi cho cả nhà mình xem cái hành trang mà cái Bùi đã có những gì nè. Đây, hôm nay cái Bùi có cái xe đẩy nè cả nhà. Thì rồi bỏ lên rất là được nhiều thứ, từ cái khu là rồi những cái lòng cua rồi cái ghế ngồi nữa đó, cho nên hôm nay mình chỉ đẩy một cái xe này đi thì nó sẽ khỏe hơn những lần trước mà cái Bùi đã từng đi ha. Ok, vậy cái Bùi mời cả nhà hãy cùng với cái Bùi bắt đầu cuộc hành trình nha. Hôm nay khí hậu quá thì trời hơi ui ui, trời không có nắng lắm. Cái Bùi cũng hy vọng là khí hậu được như thế này để nếu mà khí hậu được như thế này thì sẽ không bị nắng lắm đó cả nhà. Nhưng mà có một điều quan trọng là cái hình ảnh mà mình lên video á thì nó không có được rõ nét và đẹp lắm. Cái gì cũng có cái giá của nó ha. Thì cái Bùi đang đẩy vào cái chỗ mà cái Bùi kiếm cái chỗ nào mát để mà làm cái chỗ cắm trại cả ngày. Quên đó nữa, bên đây có cái phát bạc nè, trong đây có đồ ăn, cái Bùi phát ăn cho cả ngày hôm nay luôn. Có nước nôi đầy đủ, trái cây, một tay cầm máy, một tay đẩy cái xe này nó khỏe ghê luôn á. Những cái bánh xe này nó đẩy nó ok lắm, không có bị mệt, không có giống như những lần trước thôi, kệ kệ ha. Cái xe này nó tiện lợi ghê luôn. Wow, cái Bùi chọn cái chỗ này, đi đến đây cái Bùi chọn cái chỗ này nè, tại vì ngay đây nó có những cái cây á. Cái nhà mình thấy có những cái cây á thì nó sẽ mát hơn ha, nên cái Bùi chọn ở đây để mà để cái xe đẩy rồi để ghế đồ ngồi xuống nè. Ok, để cái Bùi xíu. Sau khi 6 cái lồng cái Bùi chuẩn bị đã cột vô hết rồi, đã sẵn sàng rồi. Bây giờ cái Bùi sẽ đi xuống để đặt từng cái lồng xuống dưới nha. Rồi. Đây nè, cái đường đi xuống nè. Hôm nay nước lớn quá. Không sao. Cái Bùi sẽ lợi cái chỗ này để đặt cái đầu tiên. Cái cảm giác lâu lắm rồi mới đi lại á, cho nên nó phê lắm nha, nó phê lắm đó cả nhà ơi. Đây, cái Bùi bỏ xuống cái lồng ở đây. Bây giờ cái Bùi sẽ cái cột sơ cái cọng dây này vô đây. Cọng dây này mình chỉ cột sơ thôi, nó không có trôi đi nổi đâu. Rồi mới cái đầu tiên nha, để tiếp tục cái Bùi giờ quay vô lấy những cái còn lại từ từ đi xuống. Trời bắt đầu có nắng lên rồi, cho nên cái Bùi đeo cái khẩu trang này để che nắng nha. Giống không tặc ghê không. Bây giờ cái thứ hai khi mà cái Bùi đặt á, cái Bùi sẽ đi xa hơn cái thứ nhất hồi nãy, cách xa ra xíu để cho nó thoáng hơn ha. Nó hơi trơn, hơi trơn, lâu quá không có đi. Cái Bùi đây nè, cái cọng dây nè, đây cái cọng dây đó,
cây bùi mới vừa đặt cái lồng ở đây, cây bùi cũng máng cái cọng dây vô trong này luôn. Mình máng sơ thôi chứ nó không có, mình buộc chặt quá lắc nữa là mình tháo cực mình thôi, chứ mấy cái nhánh cây này á là nó giữ lại được cái cọng dây của mình nè. Đây nè, cái lồng hồi nãy, cái lồng số 1 cây bùi bỏ đây nè, nó cũng gần cái bùi. Rồi nè, đây là cái lồng cuối cùng khay bùi bỏ xuống đây rồi. À, thì nó là cũng chạy dài từ cái ở đằng đó, chạy dài lại đây là 2 cái, khay bùi đi dài lại đây là thêm 4 cái nữa là 6 cái lồng. À, khay bùi đã bỏ xuống hết rồi. Bây giờ khay bùi quay lại cái ghế ngồi để nghỉ mệt xíu rồi mình sẽ đi thăm lồng sau nha. Cả nhà thấy cái gốc cây này không? Có rất là nhiều con cua kìa. Đó. Quá trời luôn. Nhỏ 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 thôi. Hiện tại là cái bùi đang ở một cái sông nước mênh mông luôn. Khi mà đi ngang qua chỗ này, cái bùi sẽ đi ngang qua 4 cái lồng hồi nãy cái bùi đặt á, tại vì có một tay à. Cái bùi phải cầm lồng rồi phải cầm máy nữa cho nên không có quay cụ thể hết được. Mong cả nhà thông cảm cho cái bùi nha. Đây nè cái nhà, cái lồng nè, lại cái bùi nãy đây nè, đó đó dính một em rồi đó, mà còn nhỏ. Cái bùi chỉ cho cả nhà mình xem thôi. Cái bùi đi qua cái lồng thứ ba rồi ta, 1, 2, 3 ở đâu ta, chết cha. Đừng đợi. Sorry cái nhà, cái lồng thứ ba ở đây nè, cầm dây nó nè, đây. Tại vì mới bỏ xuống á, khay bùi chỉ kiểm tra thử thôi chứ mới có 50 phút mà. Giờ khay bùi vô ghế ngồi nghỉ xíu. Wow, lâu quá không có đi lại, nó cũng hơi mệt. Lúc trước khay bùi đi quen á thì mấy cái này nó bình thường lắm nha. Rồi, lại ghế ngồi nghỉ mệt xíu. Ghế đây. Tiện lợi không cả nhà? Cái bùi có mang cà phê nè. Uống cà phê xíu. Có đồ ăn nữa, nhưng mà tại trước khi đi có ăn ở nhà rồi. Thank you.
nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi. Giờ cái Bùi đi thăm mấy cái lồng nha. Rồi, đội lên để nó nắng nó hư hết cái mặt luôn á cả nhà ơi. Đó, cái tướng cớp chưa. Cái Bùi đi thăm, bắt đầu thăm những cái lồng xa trước, rồi sẽ quay lại đi thẳng lại một cái dòng, một cái lần từ cái lồng đầu tiên mà cái Bùi bỏ đó. Sông nước mênh mông, giờ cái Bùi sẽ lội xuống đây nè. Đó, hôm nay nước nó hơi lớn á, nhưng mà không sao, cái Bùi đi cũng quen rồi. Rồi lần lần đi ra, đi ra một cái phong cảnh rất là hữu tình luôn. Từ từ đi thôi, không có gấp gáp. Hy vọng khi mà kéo lên dính cua nhà lâu lắm rồi á, không có đi ra chỗ này. Hy vọng đây, cái lồng đây, cái lồng nó đã xuất hiện trước mặt của cái Bùi rồi nè. Wow, có một em à, nhưng mà nhỏ quá, cái Bùi để lại. Đi tiếp qua bên này. Đây. Cái lồng nè. Cái nhà mình thấy dây ha. Đó. Cầm lên. Ồ, đây có một em. Nè cái nha. Nhưng mà cũng nhỏ lắm, cái vừa đổ lại. Nè, có hai con nè mà nhỏ cái nhà ơi. Để lại đi. Nếu mà cái Bùi dở lồng lên mà con nhỏ là cái Bùi sẽ bỏ lại nha. À không, không lấy. Chỉ lấy con bự thôi. Con cũng sai. Lên thì thăm hết 6 cái lồng thì hiện tại chưa có, có 4 lồng có cua nhưng mà cua nhỏ không, mà cái Bùi bỏ lại hết. Cái Bùi chỉ lấy những cái con đủ size thôi. Trên chút nữa cái Bùi sẽ đi thăm tiếp. Sau khi mà ở trên kia thăm chưa có con cua nào á, chưa có cua đủ size á, thì cái Bùi đi xuống đây nè. Cái Bùi sẽ tiếp tục móc mấy cái cần để mình câu nha. Lâu lắm rồi cũng không có làm cái bộ môn này. Cũng may mắn là cái Bùi có chuẩn bị mồi nè. Cho nên giờ cái Bùi sẽ cột vào cần để mà làm. Cũng là cái miếng thịt nè. Cột vào. Cái này á, buộc phải thiệt là chặt á. Nếu mình mà buộc không chặt là con cua nó rỉ vậy nha. Làm mất luôn á, tại vì cái này là nó giống như cọng nhợ, nó hơi trơn á cả nhà. Nếu mà nó bung ra là nó bung từ cái chỗ mà cái chỗ mà mình siết cái cọng nhợ này nè. Cũng may là cái Bùi có đem theo cái vợt nữa. Nè, có cái vợt này, chút nữa cái vợt này sẽ giúp cái Bùi vớt con cua. Rồi, hy vọng là có cua mới vớt nha, mình sẽ bỏ xuống đây trước. Bùi sẽ làm thêm vài cái nữa. Được
cái thứ hai rồi, cái bùi móc cái thứ hai ở đây. Xong cái thứ tư rồi nè. Đây là miếng bùi cuối cùng đó. Cái bùi chở cái bùi bỏ. Đây này cả nhà. Bò cọng nè. Đây, cái cọng dây này nó đang ăn nè, nó căng ra nè. Đó. Nhưng mà cái nó căng chưa gáy lắm thôi, nó kéo cái miếng mồi ở dưới nè. Đó. Dướng. Cái bụi đem ra đây. Khi mà nó ăn cái cọng dây nó sẽ căng ra nha, tại nó rịch đó, nó rịch thịt đó. Đây nè, cái cọng dây này thì chưa. Đây. Đó. Cái bụi cho cả nhà mình xem cái miếng mồi thôi. Bụi bỏ lại. Đây nè, cái này cây bùi mới bỏ xuống nha. Đó. Cái ngoài đây thì cây bùi để nó hơi xa ngoài đây. Mì hồi sáng cái bùi mua đem theo nè. Cái bùi 10 cả. Thấy ở đây có con dây nó gịch nè, để con bùi lại kiểm tra xem nha. Đúng là cua nó đang ăn này nha. Để cái bùi từ từ rồi đưa nó vô, mới đưa nó lên cái lồng được, vớt lên được. Cái bùi để mấy cái lồng, cái đồ câu cua ở đây, cái bùi sẽ quay lại để thăm mấy cái lồng cua hồi nãy thì đi, mình chỉ đem theo cái cua lờ này thôi. Để có cua thì mình bỏ vô đây cho nó gọn, còn nhiều thì để lại đi lên thăm lồng nha cả nhà. Giữ lồng nha. Wow, đây, rốt cuộc thì cái bùi cũng đã dính được một em bự rồi. Em này thì dư sai rồi, cái bùi đem vô hên là hồi nãy cái bùi có lấy, chắc lấy được con trộm vía rồi đó. Để đặt cái bùi đem vô, mình lấy, cái bùi lấy xong rồi cái bùi sẽ thả lồng lại. Hay quá.
Đây nè cả nhà, rất là bự luôn. Khủng long, khủng long. Đây nè cả nhà ơi, một con cua bự nè. Cái lồng đầu tiên. Cái lồng đầu tiên. Để cho Bùi đem vô nha. Đây. Mở ra. Thấy nó bự không? Đó. Ồ. Đây nè, đây nè cả nhà ơi, thấy nó bự chưa? Wow, vui sai luôn rồi nha, bỏ vô cả nha. Đây là khủng long, khủng long nè. Đó. Khủng long chưa? Con bên này nữa nè, đó. Hai con rồi. Wow. Trong đây có 4 em luôn nè, mà nhỏ không à. Có một em bự à. Ok Bùi đẩy lại. Kiếm con thiếp bự luôn. Đi thăm cua giữa một cái dòng nước mênh mông. Mà thú vị. Mình có thể tận hưởng cuộc sống cho riêng mình. Cái lồng nó đã xuất hiện trước mặt cái bùa rồi. Cái lồng kế tiếp hy vọng là có cua nha. Cua bự ơi, cua bự ơi. Trời ơi. 1 2 3 4 5 6 em luôn. Nhưng mà không to. Không, cái bùa tuyệt đối không lấy những con nhỏ nữa. Bỏ lại. Khi nào có con bự cái bùa mới thu hoạch nha. Cái lồng kế tiếp đã xuất hiện trước mặt của cái bùa rồi. Hy vọng cái lồng nó nặng. Hồi nãy nó nặng lắm nhưng mà tới 6 em mà em nhỏ không à. Cái này không có. Qua bên đây luôn nè. Kế bên. Khủng long ơi, khủng long ơi. Không có luôn. Cái còn lại. Không có luôn cái gì ta. Một con khủng long. Rất là nhiều những con vừa vừa thôi nhưng mà cái bùa chưa có lấy. Mình kiểm tra những cái cua trong cái lồng thì mình chỉ bỏ vô cua lờ thôi, thì khi Bùi quay lại cái chỗ mà câu tiếp câu thì nó thú vị hơn. Nó mình phải bỏ nhiều thời gian để mình thấy con nào ăn thì mình vớt nó lên, còn trong cái lồng thì mình không có sợ. Cho nên khi Bùi để lại cái cua lờ đó là đi không cho nó khỏe, tại vì ở dưới cũng còn mấy cái bịch đó, nếu mà mình vớt mình câu được thì bỏ vô mấy cái bịch đó cho nó khỏe, đi tay không thôi. Hôm nay khí hậu quang đãng ghê không? Trời không nắng lắm. Đó, vừa nói xong trời nắng lên luôn. Phía trước mình là những người họ làm, họ chặt cây ở ngay cái này nè. Để dọn dẹp bớt cho nó gọn á. Chứ ngày xưa ngay đây thì cây có nhiều lắm. Rồi ta chặt bớt rồi đó. Wow, có cái cọng dây à. Nó căng này cái nha. Nãy giờ khi Bùi đi lên trên kia thăm mấy cái lồng một lần nữa, nhưng mà không có cua mà nước lớn lắm rồi, cho nên khi Bùi đã dọn hết rồi. Chút xíu khi Bùi quay lại chỗ đó để lấy mấy cái lồng rồi đi về. Giờ cho cái nhà mình xem nè. Coi nè. Trời ơi. Quay lại đây là khi Bùi cắt mấy cái này, khi Bùi về luôn đó. Rồi đợi khi Bùi xíu nha, để coi ở đây có dính con cua bự không. Lại chỉ không có cua bự nha, cái mùi nhỏ trên đó hết rồi, nhưng mà để trên đó
chùm lại dày nè, kính cái mặt, nắng quá đi quay trước cái bùa quay không có kỹ á, rồi nó láng cái mặt hết trơn à. Hôm nay đi câu cua thì kết quả thì Khê Bùi chỉ được có 2 con thôi, còn những con nhỏ thì Khê Bùi đã bỏ lại hết rồi. Và buổi chiều thì Khê Bùi được Tư Thảo mời lại nhà của Tư Thảo ăn lẩu mắm do Tư Thảo nấu để ăn mừng cái nhà ngoài trước đó, cái nhà mà trước mặt của Khê Bùi đó là do đại ca làm một mình mấy tháng nay mới xong á, để ăn mừng cái nhà này. Cho nên là video đến đây kết thúc. Khê Bùi xin chào cả nhà, kính chúc cả nhà một ngày mới thật bình an và hạnh phúc nha. Và Khê Bùi mời cả nhà hãy tiếp tục đồng hành với Khê Bùi clip tiếp theo để xem coi nhà của Tư Thảo và đại ca làm ra như thế nào. Nó có đẹp lắm không nè, khi mà bỏ công một mình làm mấy tháng trời luôn á. Thôi bye bye, see you again. Đói á, có Khê Bùi đói quá nè, nên Khê Bùi đã chuẩn bị cái tô sẵn rồi. Đặc biệt là nay có đậu rồng rồi nè cả nhà. Hôm nay Tư Thảo nấu gì đó? Bún mắm. Đây là cái công đoạn luộc bún. Đó là quậy lựa. Rốt cuộc rồi, nồi phá lấu cũng đã thành công. Nè cả nhà, còn một chùm luôn nè, thấy không? Cả nhà ơi, nếu mà ai chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh dùm Khê Bùi nha. Like, chia sẻ, comment video của Khê Bùi dùm. Thank you cả nhà nhiều.